Dạ Vườn Mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, thì mấy hôm nay em có giới thiệu với chúng ta là 7 lô mai tán thông thuần chậu chơi Tết rồi. Hôm nay em tiếp tục lên với chúng ta là lô thứ 8 nha. Thì lô thứ 8 em bắt đầu từ cây mã số 51 nha cả nhà. Rồi, cây 51 chúng ta hãy xoay một vòng nha. Là một cái cây tán thông cực kỳ đẹp, cành nhánh xum xuê tùm luôn cả nhà. Đó, chiều cao của cây này là nhiêu Út? Hoành 22, cao 1,5m, ngang 1,4m. Hoành 22, sao mà cao 1,5m ta? Cây này hay cao quá mà ta. À, đây nha, rồi xoay một vòng luôn nha. Rồi, cây này hoành là 22, cao là 1,5m, ngang là 1,4m nha cả nhà. Cây này là giá 2,2 triệu nha. 2,2 triệu bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó, một cái cây cực kỳ đẹp nha cả nhà. Tán thông ha, thuần chậu 2 năm. Hoa của nó là 6 đến 12 cánh nha. Rồi tiếp tục là cây mã số 52. Đó, mai toàn là hai người khiêng không à cả nhà. Mà giá thì cũng rất là tương đối nha. Tầm khoảng 1 triệu tội cái cây này nụ hay khiếp luôn. Tầm khoảng 1 triệu mấy đến 2 triệu mấy. Rồi cái cây này nó y như cây đào luôn cả nhà. Nó rất y như cây đào luôn. Và cành cốt của nó rất là cứng cáp mập mạp luôn ha. Rồi cây 52 hoành to nha. Hoành 20, cao 1,7m và ngang là 1,3m. À, cây này có bộ đế đẹp nè cả nhà. Đây, à, củ nở nha. Củ nở nè, nè. Có rễ nổi nè ha. Củ nở rễ nổi nè, cành cốt nè, mập rù luôn, chi cành thì san sát, nụ thì quá trời luôn cả nhà. Nụ dữ lắm nhiều. Ui da. Nụ dữ lắm nhiều nha. Đó, đây xoay ha, nụ nè. À, nụ rất là nhiều luôn cho nên cả nhà yên tâm về phần nút nụ nha. Rồi, cái này em bán với giá là 2 triệu mốt nha. 2 triệu mốt bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Cây này cành cốt cứng ngắc mập rù luôn á cả nhà. Rồi, tiếp tục là cây mã số 53. Rồi, một cây cao đến 1,8m, tán còn do như tán như cây hông nữa cả nhà, y như vẽ luôn á cả nhà. Rồi, để nó bị chẹo bên này cả. Ờ, nó ăn rễ ra tới cái ngoài luôn á cả nhà ha. Rồi, kéo kéo qua Út chú để nhìn cái cây nó nghiêng quá không đẹp. Rồi, ơi. Rồi, xoay một vòng luôn, cây mã số 53. Rồi, cây này hoành nha, hoành 18. Cao 1,6m, ngang 1,2m. Cả nhà nhìn cái cây y như cái hông luôn cả nhà. Rất là đẹp luôn ha. Rồi cây này giá chỉ có 2 triệu thôi. 2 triệu bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Ờ, rất là rẻ cả nhà. Hai tầm 2 triệu mà cây mai em đã nuôi thuần chậu rồi ha. À, giá là chúng ta vừa chơi Tết, sau đó rồi chúng ta trồng đất luôn ha cả nhà. Rồi cây này để phần nút nụ nó xem. Đây, nút nụ thì quá trời luôn. Cả nhà yên tâm về phần nút nụ nha. Đó, nút nụ đây rất là nhiều luôn ha. Nè cả nhà. Rồi, đây, rồi cây mã số 53 này là giá 2 triệu nha. Bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Tiếp tục là cây mã số 54 cả nhà. Đó thì hiện tại bên em thì vừa cung cấp sỉ lẻ luôn nha. Thì có những người người ta bán giá sỉ cho nên là cả nhà đừng so về về giá sỉ nha. Giá sỉ thì lấy thì cũng phải tầm 50 cây trở lên cho nên giá nó sẽ hạ nhiệt hơn. Còn cái này là em bán lẻ cả nhà. Ví dụ như chúng ta có nhu cầu một cây thì bên em cũng gửi và đã bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Còn có những vườn người ta quay giá rẻ nhưng mà cái đó là phải từ 50 đến 100 cây và phải đem xe về chở nha cả nhà. Còn cái này là bên em cung cấp nó dạng lẻ luôn á, ship tận nơi đến nhà luôn, tới cửa ngõ cho chúng ta luôn ha. Rồi cái này là cây mã số 54. Rồi, cây này hoành 17, cao 1,6m và ngang là 1,3m. Trời ơi, cây thật sự rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 1 triệu 7 thôi cả nhà. Quá rẻ luôn ha. 1 triệu 7 thôi, 1 triệu 7 mà bên em đã bao phí vận chuyển cho chúng ta đến nơi luôn rồi. À, đây chúng ta sẽ kiểm tra phần nút nụ nha. Trời ơi, nút nụ thì thôi khỏi phải chơi luôn cả nhà. Nút nụ rất là nhiều luôn ha. Đây, cả nhà nhìn nè. Ha, rất là nhiều. Nói chung là cây nào cũng có nụ chắc rịch hết rồi cho nên là cả nhà yên tâm về phần nút nụ nha. Đó, cây như thế này giá chỉ có 1 triệu 7 thôi mà bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Rồi, tiếp tục là cây mã số 55 cả nhà. Đó, quá tuyệt vời ha. Đó, hoa của nó thì từ 6 đến 12 cánh nha. Bung chùm rất là đẹp nha cả nhà. Wow, rồi một cái cây y như một cây thông nữa đây. Đó, đây, cây mã số 55. Rồi, cái này hoành nhiêu hả chú Út? 18, 1,6m, ngang 1,3m. Rồi, hoành là 18, cao 1,6m
và ngang là 1m3 y như một cây thông luôn đó cả nhà. Nhìn nè, em quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Đó, giá có 1.900.000 thôi, chỉ có 1.900.000 mà bên em đã bao phí vận chuyển cho chúng ta rồi nha. Nó phần nút nụ thì khỏi phải chê nha cả nhà. Nói chung là cây nào cũng nụ rất là nhiều luôn ha. À, đây, Tết này sẽ cho hoa rất là nhiều luôn đây. Đó, nút nụ đây ha. Rất là nhiều nha cả nhà, yên tâm về phần nút nụ nha. Rồi, xoay một vòng luôn. Cây này giá là 1.900.000 nha. 1.900.000 bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là cây mã số 56. Đây, có những cây lá to đùng luôn, hoa rất là to cả nhà, hoa rất là đẹp, bông chùm chùm và màu vàng thật rực rỡ luôn nha. Rồi, mã 56, hoành là 19. Cây này cao đến 1m8 luôn cả nhà. Và ngang là 1m2. Đó, cả nhà nhìn y như vẽ một cái thông đúng. Rồi, cây mã 56 nha cả nhà. Cây mã 56 nha. Rồi, cây này nụ rất là nhiều, y như một cái thông luôn. Hoành là 19, cao 1m8, ngang 1m2 nha. Nút nụ thì khỏi phải chê nha cả nhà. Nút nụ nhiều lắm nha. Cây nào cũng có nụ nhiều lắm cả nhà, yên tâm về phần nút nụ nha. À, rồi, xoay một vòng luôn nha. Rồi, cây này em bán với giá là 2 triệu nha. 2 triệu bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha cả nhà. Đó, giá 2 triệu bao ship luôn. Rồi, tiếp tục là cây mã số 57. À, cái lít này thì em lên từ 51 cho đến 60 nha cả nhà. Thì một lít như vậy thì em lên sẽ 10 cây. 10 cây em bán hết thì tiếp tục em sẽ lên 10 cây nữa vậy đó cả nhà. Đó, trời ơi, cái cây này rất là đẹp nha. Giống y như một cây thông, lá to cà ná không trời. Lá bành bành luôn á cả nhà. À, nhìn nè. Ồ, lá bành bành luôn, nụ quá trời luôn nha. Nè. Quá trời nụ luôn ha. Rồi, xoay một vòng luôn nha. Cây này hoành 17, cao đến 2m luôn cả nhà. Và ngang là 1m2. Đó, cây như một cây thông luôn nha. Tán tròn do luôn ha. Rồi, cây này em bán với giá là 2 triệu nha. 2 triệu bên em sẽ bao phí vận chuyển nha cả nhà. Đó, xoay một vòng nữa đi Út ơi. Xoay một vòng cho khách xem, cái cây nó rất là đẹp luôn. Rồi, cây này giá 2 triệu bên em bao ship nha. Và tiếp tục là cây mã số 58. Rồi, 58 rồi tới 59 nha. Rồi, đây 58 nha. Cây mã số 5. Rồi, một cái cây tán thông nữa cả nhà. Tán thông, trời ơi, coi cả nhà có ăn phân dưới kìa. Ăn phân. Ơ ơ ơ. Chơi gì bỏ bạn. Rồi, ồ, cái cây này quá trời đẹp luôn nha. Cây này quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Rồi, cây 58. Hoành lớn nữa nha. Hoành lớn, hoành 22, cao 1m2 luôn. Và ngang là 1m6 nữa. Ồ. Ồ, cao 2m3. Ngang 1m6. Rồi, em đọc lộn nha cả nhà. Rồi, đáp lại nha. Cây này hoành 22, cao 2m3 và ngang là 1m6. Cây này giá là 2.6 triệu, chỉ có 2.6 triệu thôi. Bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Xoay một vòng luôn Út ơi, xoay cho khách xem một cái cây y như là một cái cây thông luôn nha. Ồ, cái này quá trời đẹp luôn, cao đến 2m3 luôn. Hoành mà hoành lớn luôn, hoành 22 luôn. Bộ củ nở rất đẹp luôn. Đó, củ nở nè. Ồ, thốt thân thì rất là thấp, cành nhánh thì mập lù luôn cả nhà. Đó. Rồi, xoay một vòng luôn. Cây này giá là 2.6 triệu, bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi, tiếp tục là cây mã số 59. Cây này quá tuyệt vời cả nhà, hãy nhanh tay chọn nhé cả nhà ơi. Mã số 59. Rồi, một cây cực kỳ đẹp nữa đây. Y như cái hông nữa, y như cái đào luôn chứ không phải như cái hông nữa. Rồi, xoay một vòng luôn. Cây này hoành lớn nha. Hoành 21, cao là 1m9 và ngang là 1m3. Giá chỉ có 1.900.000 thôi. 1.900.000 thôi cả nhà. 1.900.000 bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi, xoay một vòng luôn. Rồi, đây, nụ nè cả nhà. Phèn phèn cho khách coi nụ cả nhà. Quá trời nụ luôn nha cả nhà. Nụ rất là đẹp luôn nha. Ồ, coi nè. Quá trời luôn ha. Rồi, xoay một vòng luôn. Cây 59 này giá chỉ có 1.900.000 thôi. 1.900.000 mà bên em đã bao phí vận chuyển cho chúng ta đến nơi, đến cửa ngõ luôn nha. Đó, rồi, cây cuối cùng là cây mã 60. Rồi, hãy nhanh tay chọn nhé cả nhà. Một cây tán thông cực đẹp nữa. Rồi, cây cũ nở nứt da luôn nè. Hoành nó tới 22 luôn cả nhà. Cành cốt nè, chia cành nè, mập ù luôn ha. Cây này hoành 22, cao 1m9 luôn. Và ngang nó tới 1m4 luôn cả nhà. Y như một cây hồng luôn nè. Rồi,
cả nhà hãy chọn cây này nhé. Cây này thì giá chỉ có là 2,2 triệu thôi. 2,2 triệu bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi, em vừa lên 10 cây mai thuần chậu chơi Tết. Nếu ai thích cây nào thì hãy chọn mã số và alo cho em qua số điện thoại là 0397142252 hoặc số điện thoại là 0947873959 nha cả nhà. Xin cảm ơn và rất là mong được sự ủng hộ của cả nhà nha.